Ở đây mình muốn kiểm tra cái mấy kích thước của mấy cái lỗ mà mình cắt dây, ví dụ cắt dây chẳng hạn, nó rất độ chính xác rất là cao, độ chính xác sai lệch nó có thể đạt được đến giá trị là 1 micro luôn á. Như vậy thì để đo được mấy cái lỗ này thì cái mình cần là cái gì? Thứ nhất là mình cần một cái đồng hồ so này. Cái đồng hồ so này cái size số của nó đây là một vạch, nó là 1 micromet nha. Rồi vào đây nó có các bộ cử kích thước từ 10 rồi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, thì này tùy theo cái kích thước mình cần đo mình chọn cái bộ cỡ cho nó phù hợp. Tiếp theo đó là mình cần cái banh me. Và cái banh me này độ chính xác nó cũng phải hẹn đo từ 0 tới 30 mm, cái này bộ chính xác nó là nhiêu, độ chính xác của banh me này cũng 1.000 luôn đó em, độ xác này cũng phải 1/1.000, nghĩa là cái độ chính xác của banh me này với lại cái này nó phải tương đương nhau, hoặc là banh me nó chính xác hơn thì nó mới có giá trị, chứ còn banh me nó kém hơn cái này thì nó không có giá trị. Rồi đó là cái thiết bị mình cần có.